Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Chiều muộn ngày 1 tháng 8, nhiều người dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh có mặt tại gia đình liệt sĩ Lê Ánh Sáng, sinh năm 1990, hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Dưới nhà là chiếc bàn thờ vừa mới lập. Nhìn hình ảnh cuối cùng của chiến sĩ cảnh sát giao thông, ai nấy cũng thở dài xót xa nằm trong góc phòng, bà Hoàng Thị Xuyến, 64 tuổi, mẹ liệt sĩ Lê Ánh Sáng, khóc đất từng hồi rồi ngất lịn. Từ khi nhận tin xét đánh của con trai, bà Xuyến như người mất hồn. Mẹ may xong áo dài rồi, sao con không về làm đám cưới? Đại úy Lê Ánh Sáng là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Sau khi đi nghĩa vụ, Ánh Sáng thi đầu đại học ngành công an nhân dân. Vài tháng trước, vợ chưa cưới của liệt sĩ Lê Ánh Sáng gửi tấm vải về quê để bà Xuyến may áo dài, mặc trong lễ cưới. Nhưng khi vừa may xong thì nghe tin giữ của con trai. Chuẩn bị đón thi thể cháu về, bà Phạm Thị Hiền mời liệt sĩ Lê Ánh Sáng đôi mắt đỏ ngầu, khóc đất thành tiếng. Hơn một tháng nữa là nó lấy vợ, về máy bay cũng đã rồi. Trong trí nhớ bà Hiền, Sáng là đứa cháu trai hiền lành, hiểu chuyện. Từ khi đi làm, mỗi năm anh Sáng chỉ về nhà một đến hai lần, cứ về nhà lại chạy sang ôm lấy mợ hỏi thăm sức khỏe. Hơn một năm nay, do công việc nhiều và sắp cưới hỏi, nên đại úy 33 tuổi chưa thể về quê thăm gia đình. Sáng và vợ chưa cưới yêu nhau được hơn một năm và quyết định làm đám cưới vào tháng 8 âm lịch. Chiều ngày 30 tháng 7, khi đang đi bón phân cho ruộng lúa, bà Hiền nhận được điện thoại từ con trai nói, trong này mưa to, săn lở đất. Anh Sáng không may gặp nạn, giờ chưa tìm thấy người. Nghe tin dữ, bà Hiền chấn tĩnh, nhanh chóng đặt vé máy bay cho chồng vào hiện trường gấp. Bà Hiền đau xót cho biết, chị tôi sức khỏe yếu nên gia đình không dám thông báo trước. Tôi vẫn nuôi hy vọng một phép màu cứu sống cháu tôi. Nhưng chiều ngày 30 tháng 7, họ tìm thấy ô tô bị vùi lấp, không thấy cháu tôi bên trong. Đến 20 giờ cùng ngày thì phát hiện thi thể cháu. Ngồi dẫn thờ trong góc nhà, bà Lê Thị Hạnh, o ruột của liệt sĩ Lê Ánh Sáng cũng không nén nổi dòng nước mắt. Nếu không gặp sự cố, sắp tới bà Hạnh sẽ bay vào Lâm Đồng dự đám cưới cháu. Tất cả vé máy bay của người thân trong gia đình đều đã được sáng đặt, thiệp mời cũng đã được gửi cho bạn bè, nhà hàng tiệc cưới cũng đã sẵn sàng. Nhưng cháu tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả. Bà Hạnh khóc nghẹn. Ông Trần Quốc Phương, xã đội trưởng xã Tân Lâm Hương chia sẻ. Chính quyền địa phương rất đau xót khi nghe tin đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị công tác đón nhận thi thể liệt sĩ. Dự kiến sáng ngày 3 tháng 8, thi thể liệt sĩ Lê Ánh Sáng sẽ về đến quê nhà. Dương vòng hồ trên cản thì phải trồng cây bản địa, có bộ dễ phát triển. Do đó, nguyên nhân sạt lở chắc chắn có trách nhiệm địa phương. Đó là chia sẻ của ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về nguyên nhân góp phần gây ra vụ sạt lở đeo bảo lộc, lâm đồng làm bốn người chết. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn diễn ra chiều ngày 1 tháng 8, ông Lực cho biết, nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc đang được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo phải làm rõ. Nhưng có thể nhận định ban đầu, vụ sạt lở ở đây là do tác động của lượng mưa quá lớn, mưa kéo dài nhiều ngày. Qua xác định, vị trí sạt lở là đồi trồng sầu riêng, có thể đất rất cao sầu riêng trồng ở đây mới từ năm 2019 thì không có độ che phủ. Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp cũng cho hay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 156 thi hành luật lâm nghiệp, trong đó quy định rất rõ về quy chế quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, cụ thể với từng loại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. Ông Lực cho hay, chúng tôi chắc chắn đây là rừng phòng hộ, mà rừng phòng hộ trên cạn thì theo quy định phải trồng cây bản địa có bộ giấy phát triển, lá không dụng theo mùa. Quản lý sử dụng đất rừng, trầm rừng phải theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bố nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành hướng dẫn theo đúng quy định của Nghị định 156. Chuyện này chắc chắn có trách nhiệm của địa phương trong thực hiện quy hoạch. Thời gian qua, tại tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún và ngập úng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống người dân. Sáng ngày 29 tháng 7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Đạ Hù Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Đến thời điểm 15 giờ 30 ngày 30 tháng 7, tuyến quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục khối đất đá sạt lở vùi lấp một phần trong cảnh sát giao thông đóng trên đèo Bảo Lộc. Mưa lũ làm quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Vụ sạt lở khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát giao thông. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã và đang tập trung huy động lực lượng, chỉ đạo các cơ quan liên quan thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Trước đó, rạng sáng ngày 29 tháng 6, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, đất đá tràn xuống bốn ngôi nhà phía dưới trong khu vực. Sạt lở xảy ra ở nhiều nơi khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tại địa bàn phường 3, sạt lở đã xảy ra ở đường Đặng Thái Thân, Đống Đa, Triệu Việt Vương, An Bình, 3 tháng 4, với nhiều mức độ thiệt hại khác nhau, khiến ba căn nhà bị sập, một người bị thương và cây cối ngã đổ. Sạt lở đã xảy ra tại địa bàn phường 5 với mức độ nhẹ. Ngày 18 tháng 6, mưa lớn đã gây ngập lụt sạt lở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Một căn nhà của gia đình bị đất sạt lở, vùi lấp, khiến ông Nghiêm Đình Quang, 40 tuổi, trú tại thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc tử vong. Bà Nguyễn Ngọc Lan, 35 tuổi, vợ ông Quang, bị thương. Vụ sạt lở còn vùi lấp làm hư hỏng nhiều tài sản trong hai phòng kinh doanh karaoke của gia đình ông Trương Đặng, ngay sát gia đình ông Quang. Vụ sạt lở cũng làm ảnh hưởng đến khoảng 15 hộ dân trong khu vực trong đó có 5 hộ bị uy hiếp nghiêm trọng khiến nhà cửa, tài sản có thể bị vùi lấp bất cứ lúc nào. Cùng ngày, tại thôn 14, xã Đam mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ ta luy của một hộ dân. Vụ sạt lở kéo theo hơn 40 mét đường vận hành D1 thuộc nhà máy thủy điện Đam bị sụt lún chia cắt. Vụ sụt lún cũng khiến một chủ điện đường dây vận hành của nhà máy thủy điện Đam Bờ bị nghiêng và làm hệ thống cáp quang bị đứt. Đánh giá về nguyên nhân sạt lở đất liên tục diễn ra tại nhiều địa phương, trong đó có Lâm Đồng. Các chuyên gia vì phòng chống thiên tai cho rằng, do mưa lớn, nước làm phân giá tạm thời các mối liên kết của đất đá, dễ cây, thảm thực vật hoặc nước ngầm. Hiện nay, đa số các vụ sạt lở đất là do con người khai thác rừng quá mức. Theo trường phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, cũng tương tự như các sạt lở trước, thời gian qua đặc biệt là khoảng thời gian từ ngày 27 đến 13 giờ ngày 30 tháng 7 trên khu vực miền trung tây nguyên và nam bộ trong đó có tỉnh lâm đồng có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến trên 120 mm một số trạm có lượng mưa lớn như đèo bảo lộc 371 mm thủy điện đa mờ 345 mm lộc tân 337 mm đạ Huai 298 mm Do đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xuất hiện hiện tượng đất đá bị ngấm nước bão hòa, liên kết yếu, khiến các khối địa chất bị triệt lở. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài làm tăng lượng nước thấm vào khối đất, tăng mực nước ngầm trong khu vực bị sạt lở. Khu vực phát sinh sụt, nước đất bất thường là nền đất mềm, yếu. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, mưa to sẽ tiếp tục đến ngày 1 tháng 8, có nơi trên 170mm từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 8, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dài rác có rông, cô bộ có mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực này. Để thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng và ứng phó với mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ, các bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương thực hiện nghiêm công điện số 691 CDTTG ngày 31 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm công văn số 286 VPTT ngày 30 tháng 7 về việc ứng phó khắc phục hậu quả do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trên những diễn biến phức tạp của mưa bão gây sạt lở, tai đèo bỏ lộc và một số địa phương khác ở các tỉnh phía Nam, các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ di rời người dân cùng tài sản đến nơi an toàn để hạn chế những thiệt hại về người và tài sản. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên tình trạng sạt lở do mưa bão ở các tỉnh phía Nam trên kênh youtube tạp chí Việt Times. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.